là hết hạn vậy, còn super, chạy tiếp super cho anh em. Chạy tiếp gom nhiều lắm, mày chạy tiếp chạy gom cũng nhiều, hay đó gom quá, mày tốt mày bán nha. Đây 70 rút đồng Vĩnh Gia, casino Vĩnh Gia các bạn ơi, sát bên chấp gành với cam phải già dòng nghịch các bạn, biết xe dòng nghịch cả dòng hình nữa, chạy bên đây bên kia. Rồi, khu bên kia các bạn ơi. Rồi con này chạy đồng viên hay gì các bạn ơi, chạy không nhanh. Bình thường chạy đồng nguyên thủy vậy. Nó rút trắng pha, máy này chắc cũng cũ à. Nhìn màu nó không đẹp. Hay là chạy nó dơ đó anh em. Đó. Thì hết hàng hai người thứng nha, máy này hai người nha, mãi quay máy kia có người thứng nha. Chạy nhanh lên cái máy này chạy không nhanh. Nó chạy cũng bình thường. Rồi, nắp thì hơi cũ rồi nhưng mà giờ bên hông sườn là còn ngon lắm. Máy này máy 70 lút đó. Từ thường bây giờ người ta bên 70 lút lên nhìn không ra anh em ơi. Rõ không? Lút hồi sớm mình có quay được 70 lút chạy hàm 95 mà con đó mình đi server mới lấy gì có 20 giờ rồi. 20 giờ đó anh em, bị ghê lắm, hàm to. Rồi cô này xả giạc ra chạy dài lam xong phim, cô này thì quay cũng đắt anh em ơi, đắt đây cũng vừa quay vừa máy mình quay nó nhỏ 2020 vậy đó. À, đây trên đây có lá cờ, đây là lá cờ chốt biên phòng ganh giữa ganh Việt với Campuchia đó các bạn, núi đó núi của Campuchia. Ở đây mình đang đứng ở đây cũng cặp với casino Vĩnh Gia các bạn ơi. Gắt cũng ngon lắm. Về đường xong đó casino Vĩnh Gia đó anh em. À, ngay chỗ này là nó đó, là bên một bên đó gà, một bên bài gì đó. Dịch bệnh không biết sao á, rồi cả hổm thì thấy
bên bển trước nghe ta nói là bển kéo gì bên đây được luôn các bạn. Đất cát, đất núi vậy, trên núi đó nó còn chảy xuống đây vậy, chảy giữa quá, không chảy giữa hả, chảy giữa nè, chảy giữa thì lâu lắm, rồi tài xế kinh nghiệm. Rồi nha, chảy mưa lút, chảy có sáng anh em ơi, tiếng máy nghe đỏ lắm, máy mới mà. Rồi hãy chạy bên nào có bên. Quá giờ. Chạy đầu viên đấy, con này chạy đầu viên anh em ơi. Đưa đầu. Thì 70 này là máy ưa chuộng nhất miền Tây luôn đó các bạn ơi. Nói chung đồ nó thì chạy không nhanh nhưng mà nó bền, độ bền nó có, bỏ ra xài nó nhiều. Trời đó, thấy không? Con này cuối đời con này có 54 quá bụi rồi, chạy giữa chạy vòng nghịch đó, chạy vòng trong nông ga đó. Con này ở chương 2 công đất các bạn ơi, chạy bởi vì rất là mau. Cái mưa lốt này thì bây giờ nó hết hàng hay gì, nó còn đi server, nó cải tiến đi server hết trơn rồi anh em. Cỏ hay nhiều đuối trời này, không phải đuối trời mà cỏ đuôi phụng á. Ở đây ta mằng sao lúa trời quá, lúa trời ở đây cắt xào liền ra liền như anh em ơi. Còn này ở đây ta bán lúa xong chắc phải đi casino quá. Casino sát bên à, bán lúa xong rồi thì đó phải được trong ra 2 công đó. Rồi cua đắt cứng, cua máy thử đắt cát không ai ơi. Rồi cua nó ấy luôn á. Đây là chạy mau đánh lăng lắm. Tại cát nó vô ba cái đường ấy á. Về lại quá. Rồi 1, 2, 3 mới xong phim đây, bắt giang bắt chuột đông lắm. Ở đây máy cày cũng gom nhiều lắm anh em ơi, cải tiến chỗ gom cũng nhiều luôn. Đây ta bán gom luôn á, người ta đốt người ta bán nha.
chỗ rồi, siêu đông luôn á. Đó, ta đứng đợi con chuột nè. À, đó. Có chiếc máy một mà nhóc ngừ hết trơn, mười mấy ngừ á. Rồi, đường ở sông Phiên. Lúa cỏ quá trời dữ á. À.